Mỹ Duyên tỏ tình hoàn mỹ là ai? Tiểu sử Mỹ Duyên, người ra về cùng Phương Đông, tham gia show hẹn hò từ lời dụ dỗ của Phí Ngọc Hưng, chính Mỹ Duyên bất ngờ được Otis và Phương Đông tỏ tình và cái kết bất ngờ. Tập 61 chương trình tỏ tình hoàn mỹ chào đón nữ chính xinh đẹp là nàng kiều trình Mỹ Duyên, sự xuất hiện của cô nàng trên sân khấu khiến nhiều chàng trai vừa phấn khích, vừa bất ngờ. Nhận ra người quen, Otis đã vẫy tay chào Mỹ Duyên và bất ngờ bị cô nàng quang thính ngay từ những giây đầu tiên gặp nhau. Tuy nhiên, lý do khiến Trình Mỹ Duyên tới chương trình để tìm người yêu là nghe theo lời gọi mời của Phí Ngọc Hương chứ chưa hề crush chàng trai nào. Dù xinh đẹp và tài năng nhưng Mỹ Duyên độc thân đã được 6 năm rồi, biết đâu được trong chương trình sẽ có người phù hợp với mình. Và cuộc sống của mình về sau sẽ không còn tẻ nhạt nữa, cô nàng nói thêm. Mỹ Duyên là cô gái đầu tiên tới chương trình mà chưa có cho mình một hình bóng nào khiến khán giả vô cùng thích thú. Theo chia sẻ, nàng Kiều cho biết người khác nhận xét cô là một người cực kỳ khó gần và lạnh lùng. Tuy nhiên, nữ chính cho biết đó chỉ là tính cách khi cô ở cùng người lạ, còn đối với bạn bè đã chơi thân thì cô rất hùng và nhây. Chia sẻ về chuyện tình cảm, nàng Kiều cho biết mình đã từng bị bạn trai lừa dối, cắm sừng khiến cô không còn niềm tin vào tình yêu, chính điều đó đã khiến cho cô luôn đề phòng với những người con trai tán tỉnh mình. Tuy nhiên, ở sâu thẳm trong cô vẫn luôn khát khao có một tình yêu đẹp, có người ở bên yêu thương, che chở. Sau quãng thời gian tìm hiểu, Mỹ Duyên cho biết chàng trai để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với mình chính là Otis vì cả hai đã quen biết nhau từ trước. Còn những chàng trai còn lại vẫn chưa có nhiều thời gian tìm hiểu, tiếp xúc nên cảm xúc vẫn còn mơ hồ. Thấy nữ chính nói vậy, năm chàng trai đã có ngay một màn giới thiệu về bản thân cực dễ thương để gây ấn tượng với nàng Kiều này. Nếu lần đầu tiên Mỹ Duyên đã từ chối chọn chàng trai khiến mình rung động thì sau quãng thời gian tìm hiểu cô đã có cho mình câu trả lời. Với màn tỏ tình ngược, Otis bất gây bất ngờ khi là người đầu tiên bấm nút để tỏ tình Mỹ Duyên. Còn Phương Đông lại tỏ ra khá thận trọng với quyết định của mình khi cứ ngập ngừng nửa muốn bấm, nửa lại không. Thấy vậy, Otis đã ra tay bấm hộ cho Phương Đông khiến mọi người bật cười vì tình huống hài hước này. Phương Đông cũng ngại ngùng hỏi Otis tại sao lại bấm hộ thì nhận được câu trả lời tình vơ của đàn em, tại anh chần chừ quá. Mỹ Duyên khá bối rối trước tình huống này vì không biết anh chàng JJ này cảm tình với mình thật hay không. Nhỡ Otis bấm mà Đông không muốn chọn thì chắc có lẽ Duyên sẽ quê lắm. Mỹ Duyên nói thêm, là chàng trai thổ lộ đầu tiên, Otis một lần nữa với màn quay xe cực cắt, hôm nay bạn của tôi tới đây, tôi sợ không ai bấm cho bạn hết, sợ bạn buồn. Lời bày tỏ vừa chân thành, vừa ngây ngô của Otis khiến khán giả bật cười vì quá dễ thương. Không chỉ thế, Otis còn giới thiệu cho cô bạn mình một chàng trai khác phù hợp hơn, đó chính là Phương Đông. Đối lập với dáng vẻ thoải mái, tự tin của Otis, Phương Đông lại khá ngại ngùng khi đối mặt với người con gái khiến trái tim anh rung động. Bình thường Đông là người rất ít nói nhưng hôm nay lại càng ít nói hơn, lý do vì sao Duyên có biết không? Bởi vì, Đông đã rung động trước Duyên nên ngại, câu nói ngập ngừng đầy chân thành của Phương Đông khiến cho nữ chính bật cười hạnh phúc. Đều là kiểu người ít nói nên câu chuyện của Phương Đông và Mỹ Duyên diễn ra có vẻ khá ngại ngùng và không có nhiều chủ đề để nói. Để xóa đi bầu không khí đó, Mỹ Duyên đã quay xuống hỏi các khách mời thấy Phương Đông là một chàng trai như thế nào. Trong khi tất cả các khách mời nam đều dành cho đàn anh toàn những lời khen có cánh thì Phương Đông trong ấn tượng ban đầu của Trần Vân lại là một anh chàng có ngoại hình khá trầu, trẻ trâu. Thế nhưng, sau thời gian ghi hình cùng nhau thì cô đã có cái nhìn khác về người con trai này. Đối lập với cái nhìn của Trần Vân, Mỹ Duyên lại khá ấn tượng với ngoại hình nổi bật của đối phương, đó là phong cách của mỗi người mà. Sau này Duyên có quen ai thì Duyên cũng không muốn người ta phải thay đổi vì mình, cô nàng khẳng định. Thấy không khí buổi hẹn hò lại tiếp tục ngượng ngùng, ông Mai Otis đã đề nghị cả hai nắm tay trong lúc trò chuyện để cảm nhận thêm về cảm xúc của nhau. Dưới sự thúc đẩy nhiệt tình của ông Mai, Phương Đông xoa đầu ngại ngùng nhưng cũng lấy hết can đảm hỏi đối phương, Duyên có muốn thử không? Nghe xong câu hỏi ngu nghê của đàn anh, Đức Anh bật cười nắc nẻ, còn Otis lại tiếp tục tư vấn. Đừng bao giờ hỏi con gái hết, anh cứ làm đi. Thấy Phương Đông đưa tay ra trước mặt, Mỹ Duyên ngại ngùng nắm lấy rồi cả hai nhìn nhau cười khiến khán giả thích thú. Nữ chính cho biết đã rất lâu rồi mới có người con trai nắm tay cô như thế, còn Phương Đông lại run bần bật. Khi nhìn vào mắt Duyên, Đông cảm thấy đây là một đôi mắt buồn, Đông rất muốn biến đôi mắt đó thành một đôi mắt vui, biết cười và xóa tan đi sự ngờ vực tình cảm mà Đông dành cho Duyên, nam chính bộc bạch. Trong thời khắc quyết định, Mỹ Duyên không đưa ra ngay quyết định của mình mà công bố trước chàng trai mà cô đã chọn trước đó. Phương Đông lúc này chỉ biết đứng im một chỗ và không dám nhìn vào đáp án mà Mỹ Duyên sắp đưa ra. Tuy nhiên, lúc nữ chính giơ ra tấm hình chàng trai mà cô đã chọn thì toàn bộ khách mời đã ồ lên vui sướng vì người đó lại chính là Phương Đông. Sự lựa chọn này khiến nam chính vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Từ hai người chưa biết gì về nhau, Mỹ Duyên đã phải lòng chàng trai lạnh lùng, ít nói là Phương Đông chỉ sau thời gian ngắn tìm hiểu. Còn Phương Đông, một chàng trai luôn cẩn trọng trong chuyện tình yêu, luôn kiệm lời với các khách mời nữ cũng đã động lòng với cô gái mới chỉ gặp lần đầu.
giống như câu nói mà Mỹ Duyên chia sẻ, điều may mắn nhất trong tình yêu là người mình thích vừa hay cũng thích mình. Như vậy, Tỏ Tình Hoàn Mỹ lại có thêm một cặp đôi mới là Phương Đông và Trình Mỹ Duyên.